Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp đoàn giáo viên người dân tộc được tuyên dương trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2020. Cùng tham dự có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, nhiều mong muốn kiến nghị của các thầy cô đã được báo cáo với Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong đó có nhiều nội dung được Phó Thủ tướng cũng như các đồng chí lãnh đạo của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc quan tâm, như điều kiện về điện, nước sạch, lớp học, trang thiết bị dạy học, nhà vệ sinh cho học sinh, chế độ cho các giáo viên người dân tộc đang dạy ở các điểm trường. Phó Thủ tướng đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ với các thầy cô về những khó khăn hiện nay mà ngành giáo dục nói chung cũng như những địa phương nơi các thầy cô đang gặp phải, cũng như nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành chức năng đang cùng nhau giải quyết. Phó Thủ tướng đánh giá cao những mong muốn, nguyện vọng của các thầy cô và cho rằng những thông tin chân thực này sẽ là một căn cứ để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành của Trung ương và địa phương đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục những khó khăn này. Buổi chiều cùng ngày, đoàn giáo viên dân tộc tiêu biểu sẽ có buổi gặp mặt với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu những kiến nghị với lãnh đạo bộ và nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.